Hội Bình Rock xin mến chào tất cả cô chú anh chị vị khán giả cùng những vị mạnh thường quân. Thì ngày hôm nay thì cùng theo lời hứa cho chú Vinh để được đi khám mắt các nhà. Hôm qua thì chú Vinh cũng đã lên bệnh viện Trần Đê cùng như là xin giấy chuyển viện. Thì hiện tại thì chú đang ở bệnh viện 27 tháng 2 thuộc về đường Lê Hồng Phong các nhà. Thì hiện tại thì Vinh cũng đang có mặt tại bệnh viện luôn. Để một chút xíu nữa Vinh sẽ đi vào trong để xem cái tình hình mắt của chú như thế nào. Thì Vinh cũng mong như thế nào đó để cho chú để sẽ có một cái cặp mắt sẽ sáng lại cả nhà ha. Nói chung là cũng rất là hồi hộp luôn cả nhà. Bây giờ hiện tại thì Vĩnh đang có mặt tại bệnh viện nha. Rồi Vĩnh xin mời cả nhà mình để đồng hành với Vĩnh đi vào trong khu bệnh viện cũng như là thăm chú để vô khám coi tình hình sức khỏe của chú như thế nào. Rồi xin mời cả nhà mình cũng đồng hành với Vĩnh nha. Rồi kính thưa cả nhà, bây giờ cũng gặp chú Vĩnh ha, đang ngồi ở băng sau để chờ bốc số, chờ số để vô khám. Để bây giờ mình sẽ trò chuyện với chú Bình chút xíu ha. Rồi con chào chú nha. Chào chú Bình nè. Sao rồi hôm qua đi lên bệnh viện trên kia sao rồi? Có sợ gì không? Cũng sợ mà đi hồng quá, đi tính lại đây rồi nó trễ quá. Rồi khám bệnh cũng 9 giờ mấy rồi. Hôm qua là xin giấy bên kia là 9 giờ mấy hả? Dạ, 9 giờ mấy rồi. Tính lại sợ chạy lại đây sợ không kịp vợ người ta nghỉ. Đi về để bữa nay về sớm á, lời sớm. Dạ. Để bên. Rồi hôm qua mình lên trên kia người ta có khám mình không? Có khám không? Con người ta cần ký. Người ta cho mình lên cấn á. Cần ký. Cần ký rồi cao mấy mét vậy đó. Rồi có khám mắt mình không? Có khám gì không? Không có khám gì đâu. Không có khám hả? Chỉ là mình xin giấy chuyển viện qua đây thôi. Dạ, giấy chuyển viện qua đây. Chiều sáng con có đi nhưng mà vô nó nhầm mà bệnh viện. Vô lộn. Tưởng đâu bệnh viện bên kia. Hôm nay thì chú đi một mình luôn hả? Đi xe ôm. Vậy đó, ý là người nhà mình là chú đi có một mình thôi đúng không? Có một mình à. Dạ. Rồi giờ chú xe ôm là người quen luôn ha? Chú là đã ra giới thiệu. Dạ. Giới thiệu chạy. Rồi hôm qua là tiền mình 1 triệu đó mình lên bên kia có tốn nhiều không? Tốn phí gì không? Không tốn gì đâu. Tốn xe ôm thôi. Tốn tiền xe ôm mà chưa trả anh ta. Xe ôm hết nhiêu vậy? Không biết nhiêu, không có hỏi người ta ăn bao nhiêu. Thôi kệ đi vậy, bữa nay nó đi. Rồi hồi sáng trong gia đình thì nó mới kẹt tiền mượn ông hết 50 ngàn. Mượn ai nữa? Mượn ông xe ôm. Ủa sao tiền con cho sao đâu rồi? Thì còn nữa, còn 700. Sao còn 700 vậy? 700 đâu rồi? Cho gia đình ăn xài đi, chút mua đồ ăn này kia ra hết. Trời ơi vậy đó hả? Nhưng mà đi đó đâu không có ăn uống gì đâu. Ý là cho cô giữ lên 300. Thì chú đem theo túi 700. 700. Ôi lỡ ta đòi tới mấy triệu con sao đủ tiền hả? Anh biết đâu, không có, làm sao vậy vậy? Trời ơi, là mình có bảo hiểm đúng không? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm. Dạ. Rồi bây giờ mình đang chờ số hay sao? Chứ cũng không biết sao nữa. Mình đang chờ số mà đã có gặp anh xe ôm rồi. Đang chờ số thứ tự đấy. Dạ. Bây giờ trong người thấy sao, thấy hồi hộp không? Cũng bình thường thôi, thì mình cũng sợ rồi mà cái hoàn cảnh nó chưa biết thế nào. Ý là hồi hộp là mình được sáng mắt lại không hay sao? Bây giờ trốn cho nó là sáng mắt thôi. Thì ước nguyện của chú cuối cùng là muốn được sáng mắt thôi đúng không? Muốn sáng mắt. Tuy là gái là cho nó là được sáng mắt thôi. Dạ. Hồi trước đến nay là chú có từng đi khám không? Khi mà mình bị như vậy? Không có từng đi khám. Không có từng lần nào đi khám? Không có từng đi lần nào hết, chỉ có lần này thôi. Bây giờ là thấy mắt một ngày một nó mờ, một ngày một mờ. Chảy nước mắt hay sao? Rồi mình bị mấy năm rồi ta? Cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi á? Tiền bạc không có, người ta cũng chỉ vậy mà mình tiền bạc không có cũng phải cố gắng thôi. Dạ. Bây giờ mình cũng hy vọng ha? Dạ, mình cũng hy vọng. Hy vọng là tới bệnh viện này sẽ sáng mắt. Cho mình một cặp mắt trở lại. Dạ. Cũng như là sống trở lại. Dạ. Bây giờ mình đang 50-50, yeah. Chờ đi vô khám thôi. Dạ. Buổi sáng giờ đi có ăn gì không? Không.
thấy sợ người ta là xét nghiệm máu, người ta không cho mình ăn uống gì đó, nếu không cho, không dám uống nước nữa, cũng khát nước mà không dám uống. Không, uống nước là được, không sao. Không sao, mình cũng đừng uống nước ngọt là được. Lỡ nhịn là nhịn luôn à. Trời ơi, lỡ xỉu sao? Không có sao đâu. Đi đi chỉ mắt là tự nhiên đi chỉ sức khỏe là mệt. Mình cũng phải gắng thôi, cỡ nào cũng phải gắng cho nó. Nên nhớ là bữa nay đi chỉ mắt thôi chứ đừng nói là đi chỉ sức khỏe nó xong xỉu ngang cái phải là cấp cứu à. Thấy đổi không? Thấy đổi không? Bụng thấy nó hơi kêu kêu mà không phải gắng. Gắng đi. Bây giờ hình như tới số 2 mấy rồi. Mình 33 còn gần 10 người nữa tới đó. Cũng mong đi vô khám đi, nói chung là bác sĩ sẽ báo tin mừng cho mình. Mắt này có thể là cứu chữa được đấy ha. Trời ơi, bệnh nhân số 16 chứ không biết chú sao, con là tối là ngủ không được luôn. Nghe tin là bữa nay mình đi chỉ mắt á, hiểu không? Cũng mong sao cho chú được sáng trở lại nha. Nói ngay tiền thì nó không có dám xài, thì tiền số uống hôm qua nó cũng chưa trả người ta nữa. Trong hoàn cảnh thấy khó khăn quá, cho hết 300 ngàn, rồi tại giờ còn 700, mà còn tiền số uống thì vậy chưa trả người ta đó nghe, chưa trả người ta đó. Kể đi bây giờ cho nó xong hết luôn đi, hạ tính một lần luôn. Dạ dạ. Bây giờ tiền phí bao nhiêu là mình chưa biết nha. Dạ dạ. Chỉ biết thích bao nhiêu đâu. Thích bắt thì vô khám chứ cả. Rồi mới bác sĩ sẽ báo về cái kinh phí là bao nhiêu để mình chữa trị. Bây giờ cặp mắt thấy sao? Thấy nó mờ mờ không? Cũng bình thường vậy. Vậy là có nhìn thấy gì không? Có thấy mờ mờ gì không? Cũng thấy mờ mờ mà không thấy rõ đó. Nói chuyện mình quen thì biết, còn thấy không thấy rõ gì không? Cả nhà thấy không? Chú Quỳnh thấy cặp mắt còn chớp nháy bình thường. Mình nhìn từ ngoài vô mình cũng không ngờ là chú bị giống như là mù hẳn luôn. Đó, mình tưởng tượng là chú chỉ là một người bình thường giống mình vậy. Nhưng thực chất ra thì chú không nhìn thấy được nữa cả nhà. Ngồi là giống như bao người khác vậy. Thấy cũng rất là tội luôn. Chỉ cố gắng nhân cố gắng nhịn đói chút xíu đi. Kể đi mình cỡ nào cỡ cũng phải gắng. Dạ. Còn khoảng chừng 10 người nữa mình tới rồi. Kêu một lần nữa 3-4 người lận. Bây giờ trong lòng thấy vui không? Cũng thấy vui. Vui ha. Dạ. Bữa nay vợ cũng đi theo luôn hả? Cô cũng đi hả? Không có đi. Chừng nào mà hoàn cảnh thấy sao mới điện cho bà lên. Ý là chú đi trước. Dạ. Để xem cái tình hình có nhập viện hay là không. Dạ. Hay là hẹn sau đó mới là liên hệ với cô sau ha. Dạ. Chú được đi. Dạ. Con ở đây là còn hồi hộp hơn chú đây nữa. Hồi hộp. Tại vì cái gì mình không nói về cái cặp mắt của mình á. Nó quan trọng nhất là cặp mắt. Đặt ví dụ như mình cục tay hoặc là cục chân đi. Nhưng mà còn cặp mắt để mình còn nhìn. Mình nhìn nhỏ, quan sát gì, người nào như thế nào. Cảnh vật đời hiện tại thì như thế nào. Thì mình nhìn không thấy vậy như là cuộc đời của mình là tâm tối luôn. Mong tối luôn. Không thấy được cái gì. Chịu hết nổi. Dạ. Dạ, mắt mình không thấy rồi, đi mừng ăn không có được, rồi ở một chỗ thì cũng khó chịu của mình. Thì bây giờ con báo vậy đó, giờ kinh phí thì con giúp được đó. Trước mắt thì vậy đi, khi nào mà bệnh viện thông báo kinh phí bao nhiêu thì con mới là tiếp tục để coi hết bao nhiêu đó. Sau đó con sẽ giúp tiếp tục cho chú ha. Tính kêu bả lên rồi mà thấy tiền này tiền nọ thì mình chưa có hoàn cảnh sao sợ tốn tiền. Chẳng thở tôi đến một mình đi nó dễ. Hay nữa thì em cũng thấy con thấy anh xe ôm này cũng vui vẻ nè. Không nó cũng thì được. Cũng có từng đi giúp người nha. Thì kể đây cho ảnh lo ha. Xong rồi khi nào mà mình nhập viện hay là mắt mình như thế nào đó thì hỏi liên hệ. Tại vì mà chút xíu nữa con cũng không có chào chú được, xíu con qua đi qua bên kia nữa, đi có công việc một xíu, có gì con liên hệ với anh xe ôm ha, nếu mà thiếu hụt gì đó thì cứ kêu anh xe ôm gọi cho con ha, biết số không? Biết, cứ gọi thôi, một chút xíu con sẽ nói chuyện với anh xe ôm nữa, nếu mà có thiếu hụt hoặc là thiếu tiền gì kia đó, thì cho chú liên hệ, tại con ở vòng vòng đây giờ chứ không đi đâu xa, ở trên Sóc Trăng nên, con đi làm công việc xíu trên Sóc Trăng.
thì cũng mong sao nha, cũng mau sớm đi được bình phục, được thấy ánh sáng lại được thấy ánh sáng rồi khi thì con còn ngon hơn chúng. Mong cho nó sáng mắt sáng sủa, nặng mà cho có cái ngày biết sao sao trắng hoặc là đen. Giờ mắt con mắt mở vậy mà dòm không có biết ai, cũng như là cái người mù mà. Rồi cố gắng chú ha. Bữa nay thì trắng đen sẽ biết rõ đó. Chút xíu nữa mình sẽ biết rõ về tấm đen của mình, mắt mình như thế nào là biết rồi. Ba năm rồi đó, chưa nhận dạng biết là hiện tại thì ở ngoài cảnh vật ở ngoài này như thế nào ha. Con đường quê nhà mình cũng không biết đi đâu nữa. Cái đường quê nhà ở chỗ nào cũng hồi xưa là chú bị là ở trên Bình Dương hả? Bị ở trên Bình Dương. Thì lúc mà mình bị tai nạn xong rồi bị mù liền hay là cách khoảng cỡ một năm, mới từ từ nó hơi mờ. Một năm sau mới mù, mới mờ lại. Sau lúc đó mình biết trước là mình không có đi điều trị sớm đi. Trời ơi, không có tiền bạc rồi, không có bảo hiểm nữa. Bảo hiểm không có, tiền là không có nữa. Đi làm không có tiền luôn hả, xưa hả? Đi làm không có tiền. Cái lúc đó là tiền tai nạn nó quá khổ. Rồi về nhà đó là người ta cho người chúc người ta cho tiền về xe về. Rồi lại tới nhà thì bà con lối xóm người ta giúp đỡ người mớ. Thì lúc trước thì con gặp chú ở trên bệnh viện, tưởng đâu là chú cũng không có sống sót hả? Chú bệnh quá trời đúng không ạ? Bệnh quá trời, ai cũng quê trong hoàn cảnh nhà ai cũng nói là chú chết. Thấy yếu xíu. 10 là chết hết 11 rồi. 10 là chết hết 11 hả? Người ta dọn dẹp nhà cửa đó là kiếm lệnh làm phước cho tôi rồi đó. Rồi lúc đó thì về nhà thì nhà không có ở nữa, nó gách tùm lum hết rồi. Đúng rồi. Cỏ thì mọc lên nữa. Thì bây giờ cái phần nhà đó thì mình là để đó ha. Để coi như là cho chính quyền người ta đi làm việc trước ha. Cái làm xong xuôi hết đi, thì khi nào còn thiếu hụt gì đó con sẽ cùng vô trong đó sẽ hoàn thiện hơn hai đúng không anh? Bây giờ trước mắt thì mình lo cặp mắt trước đi. Trước mắt thì mình lo cặp mắt trước đi. Cho nó sáng trước đã. Cho anh sáng trước đi. Cho anh sáng trước đi. Thôi vậy thôi chú ha. Bây giờ chú cứ ngồi chờ ở đây á. Ngồi chờ để kia coi xem kết quả thôi. Thì con một chút xíu con chạy qua công việc ở bên kia nữa. Có gì con sẽ liên hệ với anh xe ôm ha. Anh xe ôm tên gì quên rồi ta? Tên gì? Anh xe ôm tên gì? Tha. Tha. Anh Tha, anh Tha. Rồi anh sẽ con sẽ liên hệ với anh Tha sau. Rồi thiếu hụt gì đó thì cho anh Tha sẽ gọi cho con biết ha. Rồi. Rồi vậy chúc chú sẽ có một buổi đi khám mắt để thành công tốt đẹp. Nói chung ha. Rồi nói chung thì ngày hôm nay thì Vịnh cũng đến tận bệnh viện để cùng với chú Vịnh cũng như là muốn biết rõ về cặp mắt của chú Vịnh hiện tại thì bị như thế nào các nhà. Một chút xíu nữa thì Vịnh cũng đi công việc lân cận ở gần đây, mình sẽ nhờ anh Tha ở đây cùng với chú Vịnh để đưa chú Vịnh đi vô khám. Thì sau đó mình sẽ liên hệ, nhưng mà công việc sớm thì mình sẽ chạy qua đây để trực tiếp gặp chú Vịnh, như là kinh phí hết bao nhiêu thiếu hụt bao nhiêu rồi mình mới tính tiếp nữa. Rồi nói chung là mình đến thăm chú Vịnh đến đây thôi cả nhà. Xin chúc cho chú luôn luôn bình an đi, là được khám mắt, buổi khám mắt này rất thành công tốt đẹp, để được ánh sáng trở lại chú ha. Rồi vậy ha chú ha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.